Xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Buổi ngày hôm nay em sẽ cho lên sóng giới thiệu cho tất cả đại gia đình nhà mình xem một cái mẫu xe Mitsubishi Lancer nhé. Mitsubishi Lancer đời 2001, cái bản số sàn 1.6 màu đen, tư nhân chính chủ biển Hải Dương, và chủ xe là gần khu vực nhà em luôn, em mới mua của chính chủ được thôi nhé. Xe rất đẹp, về các bác về không phải làm gì cả nhé, không phải làm bất cứ cái gì cả, mua về sẵn dùng thôi. Chiếc xe còn rất là cứng cáp luôn. Và bây giờ em sẽ quay cho bác xem một cách nó chi tiết nhất về cái chiếc xe Mitsubishi Lancer này. Một cái mẫu xe Nhật, đúng không? Cực kỳ lành và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và cái giá tiền thì em đang chào bán là hơn 100 triệu tí thôi. Bác nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì các bác hãy alo cho em theo số điện thoại là 0938 586 307 và địa chỉ xem xe ở tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Nhà em rất là nhiều xe tầm tiền từ trên dưới 100 triệu cho đến trên dưới 500 triệu nha các bác nhé. Bác nào mà đang quan tâm thì các bác hãy vào cổ kênh của em các bác xem nhé. Và các bác chưa đăng ký thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi, để được cập nhật, để được tiếp cận, để được thông báo trên màn hình điện thoại của các bác hàng ngày đấy, những cái video em đăng lên đấy. Và các bác ủng hộ em bằng cách nào nhấn like và chia sẻ để được nhiều người biết đến nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Chiếc xe màu đen đã đăng đúc rồi, một dàn lốp đẹp luôn. Đấy, thì em quay cho bác xem kỹ về cái chiếc xe Mitsubishi Lancer này. Tại thì em đang quay cho bác xem phần bên ngoài của chiếc xe, form dáng và hình thức. Một lát nữa sẽ quay chi tiết hơn, các bác đợi em một chút. Đấy, sơn xi rất là sạch đẹp nha các bác nhé. Đã đăng đúc rồi, một dàn lốp mới luôn. Đây, một dàn lốp đẹp, dàn lốp còn mới luôn. Và đây em đang quay cho bác xem cái phần form bên ngoài. Đấy, và bây giờ em sẽ quay gần hơn cho bác xem về chiếc xe này nhá. Nội thất chiếc xe này cũng rất là đẹp luôn. Các bác đợi em chút, em nghe máy ông này ông gọi liên tục luôn, không biết có việc gì. Alo. Vâng. Vâng, còn anh đưa máy cho anh Hiếu nói chuyện em tới. Đưa cho anh Hiếu đâu nhỉ? Anh Hiếu đâu rồi? Anh Hiếu phải đi rồi. Đợi em tí, em đang xe vẫn còn anh nhá. Xe vẫn còn, anh nên xem đi đến cửa hàng em anh xem trực tiếp nhá. Đâu em hỏi xe cho khách nhưng mà em đi mua cho khách. Rồi thế đợi tí em quay video đã. Bác đợi 10 phút nhá. Rồi đợi 10 phút nữa gọi lại anh em đang quay video tí. Rồi ok, vừa có một khách hỏi xe nhưng mà đang máy quay video. Đang quay video cho các xem thì đây xe thì sơn xi rất là sạch đẹp luôn, nó đang đúc dàn lốp đẹp, xe rất ít tiền nhưng mà nói chung là về một số cái cơ bản thì còn rất là ngon, rất là ok. Đấy, đèn trước đèn sau rất là sáng. Vâng ok, đèn trước đèn sau rất là sáng luôn. Đây các xem đây ạ, biển 34 chính chủ luôn, biển 5 số. Đấy, và một cái biển số cũng tương đối là đẹp đúng không ạ. Bác nào vào khu vực Hải Dương mà mua được chiếc xe này về thì rất là ok. Đấy, nguồn gốc chiếc xe rất rõ ràng luôn, xe mua chính chủ mà. Đấy, chính chủ ở gần khu vực nhà em luôn, bác nào mà đến đến xem em đảm bảo là thích luôn. Chiếc xe rõ ràng là chỉ có hơn 100 triệu một tí thôi nhưng mà được một cái chiếc xe nội ngoại thất rất là đẹp và máy móc cũng rất là chất luôn, điều hòa mát, đăng kiểm còn. Đấy, mọi chức năng hoạt động tốt và ổn định. Vâng, anh về nhé. Vâng, đấy thì xe thì được trang bị cả camera lùi và có cả những cái mắt cảm biến ở dưới đây các bác xem ạ. Đấy, xe tương đối là đẹp các bác nhé, xe tương đối là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà chốt được chiếc xe này thì hãy alo cho em sớm. Đấy, chứ nếu mà có alo chậm thì em nghĩ là chiếc xe này cũng sẽ không còn, vì những dòng xe này em bán nhiều em biết, rất nhiều người thích. Đấy, bây giờ em quay cho bác xem cái lốp bên đây nhá. Đây lốp đây ạ. Đây là dàn lốp đẹp và la đang đúc các bác nhá. Nói chung là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận. Và chiếc xe có một cái nội thất rất là đẹp và rất là tươi. Bây giờ em sẽ quay bác xem sơ qua phần nội thất bên trong của chiếc xe này các bác nhé.
Đấy, đây là nội thất bên trong của chiếc xe Mitsubishi Lancer này. Em sẽ mở tổng thể tất cả cửa ra, quay để cho nó được sáng và nét hơn nhé. À rồi, ok. Đây, mời các bác xem về bên trong nội thất của cái chiếc xe Mitsubishi Lancer này. Một cái mẫu xe Nhật rất là đẹp và rất là lành và rất là tiết kiệm. Đặc biệt là cái phần nội thất của chiếc xe thì cũng khá là tươi và sáng. Na răng đúc từ 4 quả và gương kính thì hoàn toàn là chỉnh điện các bác nhé. Đấy, gương kính hoàn toàn là chỉnh điện. Và đây là cái tắp ly của xe đây nhé các bác nhé. Các bác xem. Đấy, các bác xem và cảm nhận nhé. Bác nào xa thì cứ xem thật kỹ. Bác nào gần thì phi xe trực tiếp đến xem để được chạy thử và cảm nhận. Nhà em thì rất là nhiều xe, tầm tiền chiếc xe này cũng có một vài mẫu nữa, ví dụ như chiếc Spectra, đã có hai chiếc Spectra nhé, một chiếc trắng, một chiếc đen nhé. Tầm tiền như vậy, và chiếc Lalot này chỉ có 50 triệu này. Đây, chiếc này thì hơn 90 triệu này. Chiếc trên đường là con Crown 93, giá 70 triệu. Đấy, hơn 70 triệu. Đấy thì các bác nhé, bác nào mà quan tâm đến cửa hàng em để được xem xe. Em rất là nhiều xe cũ. Đấy, một bộ ghế còn tương đối đẹp. Các bác về chưa cần phải bọc lại ngay. Còn nếu mà các bác mà muốn thay đổi cái màu ghế có thể bọc lại thì mất tầm khoảng 2 triệu. Bất cứ theo cái màu nào các bác muốn. Đấy. Bên em có thể hỗ trợ cho các bác về vấn đề bọc ghế. Rất đơn giản thôi. Và đây các bác xem phần tắp lô của xe nhé. Đó. Đây, phần tắp lô của xe đây ạ. Đấy, tắp lô, tắp ly của xe còn rất là tươi và rất là sạch đẹp. Đấy, rất là tươi và sạch đẹp các bác nhé. Đây, phần đồng hồ của xe nhé. Bố ơi, lấy con chìa khóa xe này. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ nhé, âm nhạc rất là hay. Điều hòa mát lạnh luôn, đăng kiểm đến còn khá là dài. Các bác mà mình chạy một ít nữa là mới phải thay nhé, mới phải đi đăng kiểm lại nhé. Đấy, và trần chiếc xe này vẫn là bộ trần lý nguyên bản theo xe. Đấy, phần đồ nhựa của xe em thấy là cũng còn khá là cứng cáp, khá là tươi. Đấy, thân vỏ rất đẹp nhá, thân vỏ thì đảm bảo các bác luôn là xe không han mọt gì. Và gầm bệ thì còn rất là sáng và rất là đẹp luôn, tí em quay cho các bác xem qua cả phần máy nữa nhá. Đấy. Đấy, cái đây là cái tắp ni cửa đằng sau bên lái ạ. Gương kính hoàn toàn là chỉnh điện nguyên bản các bác nhé, chứ không phải là độ thêm vào đâu. Đấy. Đây là hàng ghế đằng sau đây ạ. Đấy, hàng ghế đằng sau đây các bác nhé. Chỗ này để đồ thoải mái luôn này. Rồi, ok, em sẽ quay sang bên phụ cho các bác xem. Hai cái cánh đằng sau, hai cái cánh đằng bên đây thì cũng giống như hai cánh đằng bên kia thôi nhá. Nói chung là cũng đều đều nhau. Đây, em quay gần cho các bác xem. Đấy. Đấy, mời các bác xem để cảm nhận nhé. Bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Xe, một cái chiếc xe vừa tiền mà chạy cũng rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ em đang quay cho bác xem đây là cái táp lô đứng từ bên phụ vào. Đấy, một cái táp lô nhìn cũng rất là phong cách luôn, đúng không? Rồi, vừa rồi thì em cũng đã quay cho bác xem phần nội ngoại thất của cái chiếc xe này. Bây giờ câu tiếp theo để quay cho bác xem đấy là cái phần máy nhá. Cái phần máy. Rồi, ok. Đấy, sơn xi của xe đây các bác xem ạ. Sơn xi rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn. Và đây các bác em quay qua cho bác xem phần gầm nhá. Đây phần gầm của xe đây ạ. Gầm rất là đẹp luôn nhá. Đấy, gầm rất là sáng luôn. Đây quay cho bác xem cả cái gầm bên đây luôn. Không han mọt các bác nhé, gầm rất đẹp luôn, không có hiện tượng han mọt gì. Và đây cái bước cuối cùng mà để quay bác xem, đây là cái
bôi gì chứ, con nan cơ, lan nan nan cơ đấy. Vâng, đây các bác xem cái phần máy của xe đây nhá. Máy thì rất đẹp luôn và rất là sáng và rất là khô ráo sạch sẽ nhá, rất là khô ráo và sạch sẽ luôn. Đấy, máy rất đẹp, nổ rất êm nhá, chạy bốc khỏe và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc máy này là máy phun xăng điện tử rồi, máy phun xăng điện tử, máy 4 máy thôi, 1.6. Đấy, nhiên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6.5 lít trên 7 lít trên 100 km nhé. 6.5 lít, tầm 6.5 lít, tầm đấy ạ, tầm 6-7 lít trên 100 km. Rồi, ok. Bác nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy alo cho em và đến địa chỉ nhà em để xem xe nhé. Số 156 Ngô Bệ, Hải Tân, Hải Dương, ở trên thành phố Hải Dương đấy ạ. Và số điện thoại là 0938 586 307 nhé. Đấy, nhà em rất nhiều xe thì các bác lựa chọn. Đấy, nhà đang có 2 chiếc Spectra, thì 2 chiếc Spectra này cũng đồng tiền thì em cũng đã quay video rồi. Đấy, các bác có thể là đến xem để cảm nhận tất cả mấy chiếc xe này nhé. Và đây hiện tại có một cái chiếc nữa mà em chưa quay, vừa mới về xong. Chiếc này là chiếc xe mang tên là Hyundai Vola 2008, số sàn, biển Hà Nội nha các bác nhé. Động cơ chiếc xe này chỉ có 1.3 thôi. Đấy, Hyundai nhập khẩu nguyên trước về luôn các bác nhé, nhập khẩu nguyên trước luôn. Và chiếc này thì em đang bán với giá là 170 triệu, 170 triệu thôi nhé các bác nhé. Xe có cả túi khí luôn, vô lăng tích hợp đấy mà có cả túi khí luôn các bác nhé. Đấy, đây là nội thất của cái chiếc xe Hyundai Vola này. Ok, tạm thời thì em quay cũng vậy thôi. Ở đây hay là em quay thêm cho các xem một phần cái con xe, con này khóa cửa rồi. Đây là chiếc Spectra các bác nhé, đời 2004, xe không taxi dịch vụ gì. Mà giá thì đang bán chiếc xe này 100 mấy triệu thôi. Ok, cảm ơn bác đã quan tâm đến video của em. Bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, được theo dõi, để được cập nhật. Các bác đăng ký ở cái nút đỏ ở phía dưới màn hình điện thoại của các bác đấy, để được theo dõi những mẫu video mới nhất em đăng lên nhé. Em cảm ơn ạ.